Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy hàng que điện tử Tiến Đạt 250. Đây, bên ngoài thùng đó là Tiya. Tiya là một tập đoàn sản xuất chiếc máy hàng này ở tại Thượng Hải. Máy hàng inverter Tiến Đạt Mama 250 là hàng que 250, que 4 ly hàng cả ngày. Đây là sản phẩm của Tiến Đạt, thương hiệu của Việt Nam, sản xuất tại tập đoàn Thượng Hải, tiêu chuẩn châu Âu. Đây, mình sẽ khui ra bên trong cho các bạn xem thử bên trong là có cái gì ha. Đây, mình sẽ khui ra các bạn, bên trong có cái gì đây. Đây là kiềm hàng. Đây là một cái chiếc kiềm hàng và dây hàng. Đây là đầu nó lớn nha. Đây, bạn xem nha. Đây là một cái để đám chiên, để đánh sỉ. Đây là một cái mặt nạ để mà mình hàn. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng cho chiếc máy hàn mới này, điện tử Tiến Đạt này. Đây là một cái kèm hàn que và dây hàn. Và đây là một chiếc máy hàn. Đây, được bảo quản trong những shop này là tấm chống sự va đập, tăng độ bền cho máy. Đây, ghi rõ luôn MMA 250 que 4 ly. Đây là một cái, đây là logo của Tiến Đạt có chữ TD ra luôn. Đây, và sản xuất ở Thượng Hải. Đây là phía trước của máy. Đây là nấm chỉnh đồng hồ hiển thị dòng hàng khi mình hàng lớn nhỏ và sắc dài mỏng tùy thuộc theo các bất thợ hàng. Đây là hai đầu nối dây lớn để mình cắm dây hàng vào. Công suất thực đạt của chiếc máy hàng này là đạt được 200 ampere. EU là sản xuất là tiêu chuẩn của châu Âu. Hiển thị dòng hàng 250 và máy có báo nguồn và đèn báo quá tải và có chế độ chống giật khi lên trên cao và làm trong môi trường ẩm ướt thì ta bật chế độ lên. Đây là tiêu chuẩn chất lượng theo châu Âu. An toàn trong môi trường biển, nước mặn rò vào là rất tốt, đặc biệt là máy tay xách rất gọn, kiểu dáng bắt mắt. Sử dụng que 4 ly cả ngày. Đấy, mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn hiểu một chiếc máy hàng